Nhóm công cụ thứ hai mà chúng ta giới thiệu là nhóm công cụ chủ yếu là giúp chúng ta vẽ các đường. Thì ở trong cái nhóm công cụ này chúng ta sẽ có 5 cái công cụ: công cụ Line Shapement Tool, công cụ Arc Tool, công cụ Spiral Tool, Rectangular Guide Tool và Polar Guide Tool. Đầu tiên là Line Shapement. Line Shapement thì nó là công cụ để giúp cho chúng ta vẽ cái đoạn. Thực ra thì trong thực tế thì cũng mọi người cũng ít dùng cái này. Người ta hay xài cái công cụ pen này hơn để vẽ các đường. Nhưng mà đây là thuộc dạng công cụ cơ bản. Đấy. Thế thì để vẽ thì chúng ta thao tác rất là đơn giản cái này thôi. Các bạn nhấp chuột cho các bạn kéo theo cái chiều các bạn muốn. Thế thì khi mà dịch chuyển như thế này thì tại cái điểm mà đầu tiên mà chúng ta vừa nhấp chuột thì nó sẽ là một đầu của cái đoạn đó. Thế còn đầu tiếp theo thì nó sẽ bám vào cái đầu chuột này. Chúng ta di đến đâu thì nó sẽ theo đến đó. Trước khi mà nhả chuột ra thì chúng ta có thể co kéo để xác định là độ dài cũng như là góc đó, hướng của đường. Và sau khi mà chúng ta cảm thấy hài lòng rồi thì nhả chuột ra một cái là nó sẽ tạo thành cái đường cho chúng ta. Thế thì cái đường này thì ngoài những cái mà chúng ta đã nhìn thấy từ đầu, đó là cái điểm bắt đầu này, hướng này và độ dài, thì nó sau khi chúng ta nhả chuột ra thì nó xác định thêm được cái điểm kết thúc. Và nó bổ sung thêm một cái là cái tham số stroke này. Đấy. Nếu thằng này mà ở đây có màu thì nó sẽ tô đúng cái màu đấy vào cho cái đường của chúng ta vừa mới vẽ. Và ngoài ra thì nó gán thêm một cái độ dày thì nó nằm ở cái tham số stroke ở đây. Các bạn sổ danh sách ra và các bạn có thể là chọn một cái kiểu dày bao nhiêu, mỏng bao nhiêu, thì cần như thế nào thì các bạn sẽ chọn như thế và nó sẽ gán cái độ dày vào cho cái đường các bạn vừa vẽ này. Thế cũng tương tự như là cái công cụ vẽ hình, thì công cụ vẽ đường này nó cũng cho phép các bạn vẽ một cái đường mà theo tham số mà các bạn yêu cầu. Thì thay vì việc là nhấp giữ chuột và vẽ thì các bạn nhấp chuột một cái rồi nhả ra, thì nó cung cấp cho các bạn một cái hộp thoại cũng có cái độ dài này, và ở đây nó có thêm một cái gọi là angle, tức là cái góc đó. Ví dụ tôi cần một đường mà dài độ khoảng 100mm và có một góc độ là 45 độ chẳng hạn, thì tôi có thể điền một cái tham số rất là cụ thể vào đây, và khi tôi nhả chuột ra thì nó sẽ tạo cho tôi cái đường đó. Đó. Và để điều chỉnh ý, thì các bạn sẽ thấy là với cái công cụ này thì tôi có thể là điều chỉnh luôn cái đường rất là dễ, bằng cách là thứ nhất là tôi bấm vào một trong hai cái điểm này. Đấy. Khi bấm vào đây thì tôi có thể là kéo dài ra thêm hoặc là xoay chuyển đó. Đấy. Hoặc không thì tôi có thể đưa vào ở gần cái điểm này, thì khi nào nó thành cái mũi tên hai chiều thì tôi có thể là xoay chuyển. Ở đây thì nó có hai cách xoay chuyển hơi khác nhau nhé. Nếu như mà tôi bấm vào một điểm và tôi xoay thì cái điểm gốc đầu kia sẽ đứng im và cái hình này nó xoay theo cái tâm xoay là cái điểm điều khiển còn lại đó. Thế còn nếu như mà chúng ta đặt nó ở vị trí này thì cái tâm của nó sẽ nằm ở giữa, tâm quay nó sẽ nằm ở giữa đường. Đấy. Thế nó có cái điểm hơi khác biệt một tí khi mà chúng ta xoay chuyển một cái đường như thế này. Thế còn vẽ đường cong thì sao? Vẽ đường cong thì thằng này hơi khác một tí. Chúng ta sẽ xem cái cách vẽ Arc Tool này. Chọn công cụ này, các bạn nhấp chuột điểm đầu tiên thì nó sẽ tạo ra cái điểm neo đầu tiên hay là cái điểm điều khiển đầu tiên đó. Nhấp này, sau đó di này, nhấp thì nó tạo ra luôn. Thế còn di thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết hai vấn đề đó. Một là điểm cuối của cái đường kia nó sẽ nằm ở đâu, cao hay thấp, trái hay phải đó. Và thông qua cái này thì chúng ta sẽ thấy là
cái đường cong chúng ta cũng có thể quan sát được luôn là đường cong này nó sẽ có diễn tiến như thế nào. Thì đây là cái thao tác mà chúng ta làm trực quan, làm trực quan luôn thế này. Thế còn nếu mà chúng ta vẽ bằng cách là nhập tham số thì chúng ta có cái gì? Nhập tham số thì các bạn sẽ thấy cái hộp thoại như thế này. Chúng ta có trục x này, trục y này, kiểu của nó là kiểu open hay là kiểu close. Open với close thì nó như thế nào? Đây bây giờ tôi cứ giữ nguyên cái này nhé, tôi chỉ thay đổi hai cái là close hay open thì đây. Tức là nó sẽ tự động tạo ra thêm những điểm nối để nó khép kín cái này thành ra một cái có diện tích đó. Còn kia là nó chỉ có một hình cong cong vẫn là hình hở. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà tôi gia giảm các tham số này thì nó sẽ dẫn tới cái gì? Ví dụ như là gia giảm các tham số này, một trong hai tham số này đó, hoặc là cái base along này, đây là x này, y này, thì tôi có cái gì đấy ạ? À đúng rồi, chiều cong theo chiều nào đúng không? Thêm nữa này, tôi có thể là kéo hoặc là tăng hay giảm cái này thì nó sẽ làm sao đấy ạ? Nó làm cho cái đường này cong nhiều hay ít. Thế đại loại là mấy cái thứ như thế. Nói chung là nó cũng dễ thôi. Thế còn nếu mà các bạn mà làm bằng cách là đang làm trực quan như thế này nhá, thì các bạn có thể là nhấn cái phím mũi tên để các bạn hỗ trợ cho cái quá trình làm này. Quan sát này, mũi tên xuống này, mũi tên lên này. Đây là cái cách để mà chúng ta có thể là điều chỉnh. Khi mà tôi đã chốt được cái điểm đầu tiên rồi và tôi đang tạm thời dừng cái điểm thứ hai thì việc còn lại đó là cái đường cong cong nhiều hay cong ít thì mình có thể điều chỉnh bằng cách là mũi tên lên hay xuống để thứ nhất là tăng hay giảm cái độ cong, thứ hai nữa là đảo chiều của đoạn cong. Có trái phải hả? Không, không có trái phải, chỉ có lên xuống thôi. Đấy là cách để mà chúng ta vẽ một cái đoạn cong. Tiếp nữa nhé, ở bên dưới cái này thì chúng ta có một công cụ khá là thú vị là cái công cụ Spiral Tool. Spiral Tool thì nó sẽ giúp chúng ta vẽ ra một đường xoáy ốc. Chúng ta cũng có hai cách làm, một là vẽ trực quan luôn ra một hình và hai là gia giảm các tham số. Đây các bạn quan sát vẽ trực quan nhé, nhấp chuột này vẽ này, có thể xoay úp xoay ngửa lớn bé bao nhiêu thì do chúng ta đó. Sau đó thì các bạn có thể là nhả chuột ra và nhận cái hình này. Thế thì cái hình spiral này, cái hình xoáy ốc này thì nó có mấy cái vấn đề. Một là cái tỷ lệ của nó so với cái hình tròn gốc là như thế nào. Thứ hai là phân chia ra làm bao nhiêu phân đoạn. Phân đoạn này, một phân đoạn hay là một segment thì chúng ta sẽ tính là một điểm đầu, một điểm cuối này gọi là một segment. Đấy. Thì một cái hình này do nhiều segment nó ghép lại. Thế bây giờ chúng ta xem cái cách mà gia giảm tham số như thế nào nhé. Tôi nhấp chọn công cụ và kích chuột một cái. Sau đó thì nó sẽ mở ra cho tôi một cái bảng. Bảng này thì có các giá trị là radius, có giá trị decay, có giá trị segment, style, tức là xoay phải hay xoay trái gì đó, ngửa lên hay úp xuống. Thế cái giá trị radius này thì là cái độ lớn của cái đường thì nó tương đối là đơn giản rồi. Bây giờ chúng ta xem cái giá trị thứ hai này là cái giá trị decay này thì nó sẽ là cái gì nhá. Tôi đặt nó là 100 đi.
Ok, tôi có cái gì? 100 thì nó sẽ là gì? Hình tròn. Đấy. Bây giờ tôi ra giảm tham số tiếp. 90 thì nó cũng là xoáy, nhưng mà xoáy rất xấu. Xoáy trông tròn ú là như này. Đây, có lẽ cái tỷ lệ vàng của nó chắc là sẽ là cái con số khoảng 80% như thế này. Đấy, thì nó sẽ ra được một cái đường mà chúng ta sẽ thấy nó đẹp nhất. Mặc định đầu tiên nó bắt ngay tỷ lệ gần như là tỷ lệ vàng luôn rồi đấy, là thế. Thế còn nếu mà chúng ta muốn nó xoắn nhiều hơn hay là ít hơn thì chúng ta sẽ lại ra giảm các tham số. Đó. Thì cái như thế này thì nó dõi ra rất là nhiều. Đó. Thế đấy là cái tham số decay. Thế còn Sherman thì đây, chúng ta xem về Sherman thì nó sẽ như thế nào nhé. Sherman thì như tôi vừa mới giải thích là một cái đường như thế này thì nó gồm có nhiều đoạn nối lại. Và ở đây thì chúng ta đang có một cái Sherman là 10. Nếu như bây giờ tôi tăng lên, ví dụ thành 15 chẳng hạn. Thế đây, tôi sẽ có một cái đường mà nó xoáy nhiều hơn. Đó. Còn nếu mà tham số giảm đi thì cái phân đoạn này nó sẽ ít đi. Đây là cái 15 này. Tỷ lệ xoắn thì vẫn thế nhưng mà nó sẽ xoắn nhiều vòng hơn, thành nhiều đoạn hơn. Đó. Bây giờ nếu mà tôi ra giảm cái tham số này, tôi không phải là 15 nữa mà tôi để có 5 thôi, thì nó sẽ thành cái gì? Cấu trúc của nó thì vẫn thế, nhưng nó sẽ giảm dần từ cái tâm này, nó sẽ giảm dần giảm dần giảm dần, ngắt bớt đi. Đấy, thế và bây giờ chúng ta vẽ, mà vẽ trực quan thì chúng ta can thiệp được những cái gì? Vẽ trực quan thì chúng ta can thiệp như sau. Nhấp chọn công cụ, vẽ ra, đúng không? Sau đó thì bây giờ tôi sẽ bấm phím mũi tên lên. Bằng cách bấm phím mũi tên lên thì tôi sẽ thêm các segment và tôi sẽ làm cho cái này nó xoắn nhiều vòng hơn. Nếu mà bấm mũi tên xuống thì giảm dần, ngắt dần các phân đoạn. Và tất nhiên là đến kỳ cùng thì tôi sẽ còn lại một phân đoạn đơn giản như thế này. Trực tiếp trong cái lúc mà vẽ thì có hai cái, một là kích thước và hai là số vòng xoắn. Số vòng xoắn dành cho cái hình xoáy tròn ốc này. Thế đấy là hình xoáy ốc nhé, hay là chúng ta gọi là cái spiral. Bây giờ chúng ta làm quen tiếp hai cái công cụ nữa là cái lưới hình chữ nhật và lưới hình hình tròn, nó gọi là rectangular guide tool và polar guide tool. Đối với rectangular guide tool thì chúng ta cũng sẽ có hai cách, một là nhấp trực tiếp vào vẽ đó, thì chúng ta sẽ có một cái tổ hợp lưới gồm các cái hình chữ nhật như thế này. Đấy, và với cái tham số thì chúng ta có cái tham số như sau: nhấp chọn công cụ, nhấp vào màn hình và chúng ta sẽ nhận được một cái hộp như sau. Default size thì cái này nó sẽ là quy định là chiều rộng và chiều cao của tổng của cái lưới khi mà các bạn vẽ ra. Các bạn có thể ra giảm tham số để điều khiển kích thước này. Cái phần horizontal device thì nó sẽ chia ra làm hai trường đó. Đó, horizontal device và vertical device thì nó sẽ chia ra là bao nhiêu cái hàng ngang và bao nhiêu cột dọc. Đấy. 1 2 3 4 5 6.
Ở đây là 5 cái vạch chia ngang thì nó sẽ thành ra là gì đấy? 6 cột. Còn 5 cái hàng chia dọc, 5 hàng chia ngang. Đấy. Thế là hiện tại thì bây giờ chúng ta có thêm một cái trường là trường skew, trường co kéo. Bình thường thì nó sẽ phân bổ rất là đều khoảng cách giữa các hàng và các cột như thế này. Tuy nhiên nếu như mà tôi kéo cái slide này, kéo con trượt này thì nó sẽ làm cho dàn không đều nhau và nó sẽ tạo thành độ căng cong lên hay là lõm xuống của cái bề mặt. Đây, bây giờ chúng ta quan sát thử nhé. Kéo lên top này. Ok, chúng ta sẽ có gì đây ạ? Chia không đều nữa, cái phần top là nó sẽ rộng đó và bắt đầu nó dồn các cái lưới về phía bottom. Thế là nếu mà tôi giả cái thằng này về không thì đây nó sẽ căng đều lại, đúng không? Đấy thì nó sẽ căng đều nhau ra, chia đều. Nhưng mà các bạn hãy nhớ là những cái lưới mà đã vẽ ra rồi thì vẽ xong là vẽ xong là xong luôn, xong là xong phim luôn đấy, và sẽ không có cái thao tác hiệu chỉnh nào tác động được đến nó nữa đấy. Và cho nên là khi mà chúng ta vẽ ra cái lưới như thế này thì mọi sự thử nghiệm đấy thì là chúng ta phải gia giảm tham số ngay trong cái quá trình mà làm. Có những công cụ, có những thứ mà làm xong rồi vẫn chỉnh được, nhưng có những thứ là chỉ có được phép gia giảm tham số ngay từ lúc tạo ra thôi, mà nếu mà không chỉnh thì đến lúc vẽ ra mà cảm thấy không hài lòng chỉ có xóa đi mà làm lại thôi. Đấy thì cái Polagai này thì nó cũng nằm ở trong cái nhóm đó, tức là mọi sự hiệu chỉnh phải làm ngay từ đầu. Thế còn trong cái lúc vẽ thì chúng ta có can thiệp được không? Trong lúc vẽ chúng ta can thiệp được như thế này. Đây. Các bạn đừng nhả chuột ra nhé, tại vì nhả chuột nó sẽ là thao tác kết thúc công việc đấy nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Trước hết là vẽ ra này, trước hết là vẽ ra để chúng ta xác định được cái kích thước tổng của nó đã này. Nếu các bạn cần một cái lưới mà có tính chất hình vuông nhé thì các bạn giữ thêm shift cho tôi trong cái lúc mà vẽ. Nó sẽ giữ cái tỷ lệ để tạo ra thành hình vuông. Ở đây thì không nói về mặt kích thước mà chỉ nói về mặt tỷ lệ thôi nhé. Thì khi mà giữ shift thì chắc chắn là nó sẽ giữ thành hình vuông, còn nếu không thì nó sẽ thành hình chữ nhật đứng hay là ngang hay là rộng hẹp thì đấy thì tùy. Giữ shift là một này để mà thành hình vuông. Còn nếu mà muốn thêm hàng này, đây thì các bạn làm sao nhỉ? Bấm phím mũi tên lên, bớt hàng thì bấm phím mũi tên xuống, cũng tương ứng như thế. Tức là nếu như mà tôi bấm đến hết cỡ thì bây giờ nó hết hàng này, chỉ còn duy nhất một hàng còn lại đấy, và bây giờ chỉ còn toàn cột thôi. Thế mà bây giờ thêm cột thì bấm sang phải, bớt cột thì bấm sang trái, và nếu bớt đến mức độ cuối cùng thì tôi sẽ có một gì đây nhỉ? Một hình chữ nhật như thế này. Đấy là cái thao tác mà chúng ta có thể làm với lại cái công cụ Rectangular Guide Tool. Thế còn sau nó thì chúng ta cũng lại có một thứ cũng gần tương tự na ná như thế, nó gọi là công cụ Polar Guide Tool. Công cụ Polar Guide Tool thì nó sẽ giúp chúng ta vẽ ra một cái hệ thống là các cái vòng tròn đồng tâm cộng thêm một số các cái đường bán kính hướng vào tâm như thế này, chia ra làm các phần đều nhau. Các cái tham số điều chỉnh thì nó cũng sẽ giống như là cái rectangular thôi. Khi bấm vào đây các bạn cũng sẽ thấy là chiều ngang, chiều dọc, rồi thì dồn các cái vòng đều nhau hay là không đều nhau, ra rìa hay vào tâm, rồi các cái vạch mà chia hướng tâm này nó cũng dồn sát vào nhau hay là
chia rộng ra. Thế thì khi mà chúng ta vẽ trực quan thì chúng ta cũng có cái thao tác cũng gần như thế, có nghĩa là các bạn giữ trong cái quá trình đang vẽ thế này, sau đó nếu mà các bạn bấm phi mũi tên lên hay xuống thì nó sẽ tăng hay giảm cái số lượng vòng tròn đồng tâm. Đấy, còn giảm hết cỡ thì nó sẽ về một vòng tròn duy nhất. Thế còn mũi tên sang phải là tăng cái múi chia ở bên trong. Thế còn mũi tên sang trái là giảm cái múi chia này ra. Và nếu mà chúng ta làm đến kịch cùng thì nó lại trở về cái hình elip như thế này. Thế thì cái nhóm công cụ này thì tương đối là dễ tiếp cận, tương đối là dễ nắm bắt. Và như vậy là chúng ta vừa mới giới thiệu thêm được cái cụm công cụ thứ hai là cái công cụ vẽ các đường, bao gồm là đường thẳng, đường cong, đường xoáy ốc và một cái nữa là cái và hai cái nữa là cái hai cái lưới hình chữ nhật và tròn đồng tâm, hay là elip đồng tâm thì chính xác hơn.